môn cờ vua mang lại những lợi ích gì cho người chơi và độ tuổi nào thì phù hợp để bắt đầu học cờ vua? Ngay sau đây, huấn luyện viên quốc tế Lương Nhật Linh, kiện tướng Liên đoàn Cờ vua Thế giới, giáo viên trường Kaisa Chess School sẽ giải đáp những nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý khán giả của Đài Truyền hình Hưng Yên. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn về những lợi ích của môn cờ vua. Có rất nhiều lợi ích của cờ vua, nhưng tuy nhiên thì có thể kể đến một số những cái lợi ích mà gần như là tất cả mọi người ấy đều có thể biết rất là rõ. Đấy là cái lợi ích đầu tiên, đấy chính là cái sự tập trung. Nói đến cờ vua là người ta sẽ nói đến sự tập trung ngay từ ban đầu. Và thứ hai nữa, đấy chính là cái khả năng tư duy logic của các bạn nhỏ cho cái việc mà có thể... Người ta nói là cờ vua là một cái môn, một cái bài tập thể dục dành cho não bộ, một cái môn mà giúp cho cơ thần kinh, nó sẽ nâng cao cái cơ thần kinh. Ngoài ra thì cờ vua còn có rất là nhiều những cái lợi ích khác nữa. Ví dụ như là trong các báo cáo về các nghiên cứu khoa học thì người ta đều chia sẻ rằng là cờ vua thì giúp cho trẻ em những cái khả năng về xử lý tình huống này, giải quyết vấn đề, cũng như là khả năng phản biện, cái sự tự tin từ bên trong. Và thêm nữa, đấy chính là cái việc dám chấp nhận và đối mặt với những cái thách thức, những cái rủi ro. Thì đấy có thể coi là một trong những cái lợi ích chính của cờ vua. Có thể nói là cái độ tuổi mà hợp lý để cho trẻ khi mà bắt đầu với cờ vua đấy là khoảng tầm từ 4 tuổi trở lên là cái độ tuổi người ta gọi là một cái độ tuổi vàng ấy, trong cái việc mà bắt đầu để cho trẻ làm quen với cờ vua. Bởi vì lúc này thì ngôn ngữ của trẻ cũng đã được phát triển khá là đầy đủ rồi, và những cái vấn đề về tư duy, về logic, về hình ảnh của trẻ cũng bắt đầu là được phát triển, nó cũng mạnh hơn so với cả những cái lứa tuổi nhỏ hơn rất là nhiều. Trẻ em trước khi vào lớp 1 mà nếu như các bạn ấy được làm quen với cờ vua ấy thì các bạn ấy sẽ vững vàng hơn. Cái độ tập trung khi vào lớp 1 ấy cũng cứng cáp hơn, cũng bản lĩnh hơn.